Hoa hậu Kỳ Duyên gây xúc động khi nắm tay dặn dò Diệp Lam Anh trước giờ bước vào lễ đường. Xuất hiện trong trang phục trắng xinh đẹp, Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên được giao trọng trách vô cùng quan trọng, dắt tay Diệp Lam Anh vào lễ đường. Ngày 5 tháng 5, Diệp Lam Anh chính thức lên xe hoa về nhà chồng, danh nhân Đức Phạm sau hơn 6 năm hẹn hò. Như thông tin đã đưa trước đó, buổi tối cùng ngày, tiệc cưới của cả hai sẽ diễn ra tại một địa điểm sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ sớm, các nghệ sĩ thân thiết với hai vợ chồng Diệp Lam Anh cũng đã có mặt tại đây để cùng chung vui với đôi vợ chồng trẻ. Là một trong những người bạn thân thiết của Diệp Lam Anh, sự xuất hiện của Hoa hậu Kỳ Duyên tại tiệc cưới thu hút không ít sự chú ý của giới truyền thông. Hai người đẹp xuất hiện trong trang phục trắng xinh đẹp. Điều đặc biệt là Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên được giao trọng trách vô cùng quan trọng, dắt tay Diệp Lam Anh vào lễ đường. Có thể thấy tình bạn giữa Hoa hậu Kỳ Duyên và người đẹp gốc Hà Thành khiến nhiều người phải ghen tị. Hoa hậu Kỳ Duyên chăm sóc Diệp Lam Anh. Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên được giao trọng trách vô cùng quan trọng, dắt tay Diệp Lam Anh vào lễ đường. Duyên nắm chặt tay cô bạn thân bước vào lễ đường, Hoa hậu Kỳ Duyên không giấu được cảm xúc. Cô nhiều lần rưng rưng xúc động trong tiệc cưới của Diệp Lam Anh.